đánh cô giáo mang thai, nam sinh nhận cái kết ngỡ ngàng. Xung đột không kiểm soát được hành vi, nam sinh đánh cô giáo đang mang thai. Sự việc hy hữu xảy ra tại một trường cấp 2 ở huyện Ninh Viễn, Vĩnh Châu, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc. Một nam sinh lớp 8 đang nói chuyện với các bạn trong lớp thì bị giáo viên phát hiện và yêu cầu giữ trật tự. Nào ngờ nam sinh cãi bướng, khiến hai cô trò mâu thuẫn, phát sinh xung đột. Nữ giáo viên do mang thai, vốn thể chất khó chịu, khó giữ được bình tĩnh đã lấy tay cốc vào đầu nam sinh. Nam sinh cho rằng cô giáo chỉ phạt một mình em thì không công bằng nên cự cãi lại cô giáo. Thấy nam sinh không chịu tiếp thu dạy bảo, cô giáo tát vào tai nam sinh. Hành động này khiến nam sinh cáu giận, không kiểm soát được hành vi đánh lại cô giáo. Hai cô trò ném cả sách vở lên người nhau. Quá giận dữ, nữ giáo viên gọi điện cho chồng mình. Ngay sau đó, chồng của nữ giáo viên xuất hiện, tìm gặp nam sinh gây gổ với vợ mình và đánh đập nam sinh này. Thậm chí còn dùng thuốc Nervit đâm vào khóe mắt của nam sinh, khiến nam sinh bị thương. Lúc này, nhà trường vẫn không báo ngay cho phụ huynh, chỉ đến khi toàn bộ sự việc gây náo động, không giấu được nữa mới chịu đối mặt giải quyết. Tại đồn cảnh sát, nhà trường cố gắng hòa giải giữa hai bên. Chồng của nữ giáo viên đồng ý trả 5.000 nhân dân tệ, khoảng 16,9 triệu đồng cho các chi phí y tế. Được biết, sau mâu thuẫn, nữ giáo viên cũng đã đi khám thai. Khi hay tin phụ huynh học sinh tiết lộ sự việc trên mạng xã hội và liên hệ với truyền thông, đại diện nhà trường cho biết sẽ có văn bản trả lời rõ ràng về chuyện này. Không thể phủ nhận lỗi sai của nữ giáo viên và chồng nhưng thực sự nam sinh cũng quá nghịch ngợm, gây ảnh hưởng đến chất lượng giảng dạy của giáo viên và chất lượng học tập của các bạn khác trong lớp.